Có ai trong nhà không? Tìm ai vậy? Hả? À? Tìm ai? Nay tháng mấy ăn chay? Cái gì vậy? Tôi hỏi là anh tìm ai? Không, ở trên đó đi xuống đây bằng xe chứ không có đi máy bay. Vậy cậu sáng sớm đi gặp cùng điên nè. Tôi nói là anh tìm ai? Trời ơi, còn không ta? Cái gì? Trời ơi, quên, tôi bị cái tật lãng tai. Ồ, trời ơi, à, nói lớn quá tụi nghe. Rồi sao? Nói nhỏ cũng không nghe. Chứ sao? Nhiều khi không nói cũng không nghe. Bây giờ tôi nói lại nha, tôi vừa nói tôi vừa ra dấu nghe. Nhỏ thôi. Anh, đến đây. À. Tìm ai? Đó, không? Nói nhỏ nhẹ vậy nghe rất rõ ràng. Đó. Ha, tôi ăn cơm rồi. Hả? Trời, khổ ghê vậy đó. Sao? Không phải nữa. Giờ hay là nó đứng xa xa nói mới nghe. Ờ, chắc vậy đó. Anh á. Ờ, sao? À. Tới đây. Tìm vòng, tìm ai? À, nghe. Vậy nghe liền. À, tôi vô đây tôi xin việc làm. Ờ, rồi phải không? Vậy nghe rồi phải không? Dạ, đứng nghe. Xa là nghe xa xa đi, dạ dạ. Dạ, vậy nè. Vậy là coi như anh đọc báo rồi phải không? Trời, đọc kỹ lưỡng mới tới đây đọc chứ. Đọc kỹ lưỡng những cái điều kiện tôi... Rõ ràng rồi, dạ. Rồi, đó không? Dạ. Bây giờ vậy nè, công việc mà tôi ghi trong báo đó. Dạ. Anh đòi nhiêu rồi tôi tính. À... Nhiều tháng? Ngay tháng trả nhà ngay. Gì? À, một ngàn. 800, 800. 800? Thôi 500 thôi. 500? Vậy 300? 300? Thôi làm ăn cơm không cũng được. Giá dữ vậy? Kiếm việc làm. Nói vậy nè, ý là cái công việc tôi đưa giao cho anh nó hơi khó khăn chút. 1.000 là hơi rẻ. Ủa làm công mà gì đâu khó. Không, có nhiều cái hơi khúc mắc vậy. Trả 2.000 được không? 2.000? Hả? Trời ơi, vậy 2.000 cỡ nào cũng làm hết. Cỡ nào cũng làm phải không? Nhưng mà vô quan trọng làm gì? Vậy nha. À. Bình thường không có ai á. Dạ. Thì anh coi như giúp việc trong nhà. Dạ, làm công. Làm, dạ, làm công dạ, dạ, đó, hiểu. Dạ. Rồi, ví dụ như là có ai tới thì anh phải làm chuyện khác. Dạ, làm gì? Làm chồng. Làm gì vậy? Ờ, nghèo đi kiếm việc làm đi nghe, đừng giỡn chơi nghe. Không, tôi đâu giỡn chơi, tôi nói thiệt mà. Không, tự nhiên vô đây trả 2.000 làm chồng là sao? Nên những lúc mà có khách tới thì làm chồng tôi. Mà sao vậy? Hả? Rồi chồng bà còn sống hay chết rồi? Còn sống nhăn răng cái thằng khốn. Còn sao? Tách cho bố trên tờ bát này. Ê, anh kia. Ôi, sao nhiều mình mua về hết lãng tay rồi, còn giật kinh phong hả? Làm sao? Trời ơi, còn chồng không? Tự nhiên kia tôi vô đây làm chồng chi vậy trời? Vậy nè, khổ lắm vậy nè. Ông chồng tôi đó, dạ? Ham vui lắm, ông đi chơi hoài à. Ủa suốt vậy? Ngày bài bạc cái đó, rồi bỏ nhà đi suốt một mình tôi ở đây. Bây giờ đó, anh vô đây nghe. À. Nếu có chuyện gì phụ giùm tôi đó, tối lửa tắt đèn phải không? Rồi, à. Đứng xa xa phải không? Mới nghe được. Còn á, nếu có ai tới á, thì anh giả làm chồng tôi để tôi bắn tin cho ông thằng chồng tôi biết là tôi dù sao tôi cũng có người đàn ông khác, biết không? À vậy hả? À, tức là ổng đi rồi giờ làm cho ông tức ông quay về. Đúng rồi. Tôi nói cho bà nghe nè, lỡ tôi đang làm ngon lành vậy cái tự nhiên chồng bà xuất hiện vậy thấy tôi cái tự nhiên cái nó bẻ lội tay hết trơn rồi giờ sao? Chết chà. Ờ rồi bẻ lội tay tôi được anh 100.000 á. Trời ơi, bẻ hai cái tay thôi mà được 100.000. Ờ. Xài bằng chân quá. Rồi nó không bẻ lội tay mà nó quýnh tôi nằm liệt giường luôn rồi sao? Đền 200.000 được không? Trời ơi, nằm chỗ lấy 200.000. Hả? Trời ơi, này bướng mấy em đút cháo ăn đã luôn á. Nhưng mà lỡ ổng dằn mà ổng chịu không nổi luôn, ông chơi cái rọt. Chết luôn tính nhiêu. Đó rồi cầm nha. 1.000.000 đó. Vô mạnh. Hả? Trời ơi, chết trả 1.000.000. Hả? Nằm hồn sao xài. Đốt cái tiền xuống xài. Chơi cái game gì kỳ quá hả? Thôi vậy thôi, ráng đi, ráng giúp giùm tôi đi mà. Chuyện hạnh phúc gia đình thôi, anh ráng giúp giùm tôi đi biết không? Tức là bình thường thì làm công thôi. Làm công. Có ai tới là sợ là quấy nhiễu này kia mới làm chồng dằn mặt người ta thôi phải dễ không? Dễ lắm, không có gì hết trơn á. Vậy hả? Anh có gia đình chưa? Chưa. Trời, nhìn cái mặt là biết rồi, ai thèm lấy anh cũng biết rồi. Làm chồng nó dễ lắm, giờ tập nghe. Ủa tập nữa? Không, tập làm chồng vậy đó. Đó giờ đâu có nhỏ nào khoái đâu. Làm chồng sao dễ không? Chồng này không có cái gì, gia đình tôi nó là nó hơi trí thức cho nên gọi nhau bằng tên Tây không nghe không? Tên Tây hả? Tôi gọi anh là Suki. Tên thấy quen quá trời. Hả? Cái này đỏ đỏ ăn được nè. Trời không có. Suki nghĩa là anh yêu. À vậy hả? À tưởng trái sorry chứ. Còn anh á, anh gọi tôi là Kaki. Xong kêu Kiki cho dễ. Sao vậy? Tôi kêu Kiki làm chi? Dưới quê tôi nuôi chó Kiki nhiều lắm. Nó lột. Cái này Kaki. Đó Kaki, Kaki. Nhớ chưa? Đó, nhớ không? Nào cái tên không bắt đầu thấy hoài. Đó, giờ nè. Mà mỗi lần tôi kêu anh cái tên ôm tôi yêu thương, nồng thắm, mắt chứa chan tình cảm biết không? Biết chưa? Không ôm được đâu. Sao vậy? Cắn. Vậy? Bị cắn. Trời, dụ duyên quá. Đi tập thử nha. À, tập thử. Tao kêu thử coi. Sơ ghi. Rồi sao? Nhào vô. Nhào thôi. Thôi cho làm gì vậy? Bởi vậy tôi nói cấn mà. Cái gì?
Chứ giờ sao? Trời ơi anh ôm chồng ôm vợ tôi ôm nhẹ nhàng, anh làm gì bóp cổ tôi vậy? Nhẹ nhàng ha. Nhẹ nhàng chưa có vợ lần nào. Ôm lại nghe. Ôm lại ha. Rồi bây giờ nè. Cái kia quá nhẹ luôn. Ôm chưa dạ? Ôm chưa dạ? Ôm rồi nè, kế bên, kế bên. Ôm hờ hững quá vậy, ôm là ôm cho nó nồng ấm biết không? Làm sao đi chồng khó chịu quá, máu nó lên hết trơn rồi nè. Khổ ghê vậy đó. Thôi được rồi, thôi thôi về thôi, giờ đó sau khi ôm rồi đó. Cái giờ tôi đưa tay cho anh nắm tôi phải không? Đó, tôi đưa tay anh nắm này đó. Sorry. Nắm tay. Ôi, ông làm gì ông dằn vặt tôi như bằng nhậu vậy hả? Ừ, chứ nó nắm tay đâu biết đâu. Nắm mỏng mỏng thôi, nắm nhẹ nhẹ. Mỏng ha, thôi xin lỗi cho bà. Là nắm trứng vậy đó biết không? Làm lại, làm lại. Đó, à, đó. Được không? Cha làm gì cha? Cha làm như tôi ghẻ xà mâu, cha làm giống nhắm nhắm tay này cha. Chứ nắm mỏng vậy quá trời mỏng luôn à. Ghe ngửa lưỡi lam luôn á. Thôi được rồi, vậy đi, sơ sơ lại vậy biết không? Bây giờ vậy đi, trời ơi, ăn bệnh cái đồ vậy sao làm chồng tôi được. Trời ơi, túi vậy đó mà dài thon vậy nè. Vậy đi, vô trong nhà tôi nha, vô phòng ông chồng tôi đó, lấy đồ của ông chồng tôi bận nha. Có đồ bận nữa hả? Có đồ. Mặc vậy làm chồng nữa hả? Không được. Vậy vô thay đồ được hả? Mới vô thấy phê quá vậy trời. Ê, 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 chồng tôi đi khép khép chân, đừng đi hai hàng nha, khép vô, khép vô, đó. Rồi, 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 thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Trời, đồ đẹp quá trời quá đất. Trời ơi, không biết làm được không đây nữa. Ha, chị Thảo. Trời ơi, anh Sa. Trời ơi, lâu quá mới gặp chị. Đó. Gặp chị mừng quá. Ngồi nói chuyện chơi, trời ơi. Gặp chị tôi mừng quá trời đất luôn à. Tôi đang ngứa miệng. Ngứa, gãi đi làm gì? Không, tôi đàn ông mà miệng đàn bà bà ơi. Trời ơi, tôi ngứa miệng lắm. Nghe, nghe. Gì? Nè. Ở ngoài người ta đồn mà quá trời luôn á. Người ta nói xấu bà. Xấu tôi sao? Người ta nói bà lúc này là bà xấu quá à. Tướng tá lép xẹp không có gì trơn trời á. Ở vậy anh thấy công nhận tin đồn không bao giờ có thiệt đúng không? Tôi đâu có tin mà. Ở vậy? Bữa nay gặp bà nè. Ờ. Tôi mới tin á. Lừa bà lắm em. Nói giận chơi. Nói giận chơi vậy thôi chứ. Ủa? Gặp bà đâu rồi? Mà tôi thiệt á, tôi nói thiệt á, trời ơi tôi xấu cũng phải lắm, tôi thiệt á. Sao vậy? Trời ơi cha thần chồng tôi đó. Trời ơi bây giờ chắc sao chứ đổi tính dữ lắm. Sao sao đổi đi sao chơi bà? Hoài à. Đi đâu đi? Bữa chứ đi Thái Lan, bữa chứ đi Phi Luật Tân, bữa chứ đi Việt Nam chứ đi quá trời, bây giờ cha mới bỏ đi 2 tuần chứ chưa về đó. Cha bỏ đi rồi. À. Mà bà cũng hay nghe. Trời ơi chồng bà vậy mà tự nhiên cái bỏ đi hoài mà chịu đựng vậy hoài hả? Tôi chịu nhưng mà đến một lúc là tôi chịu đâu có được đâu anh. À. Bây giờ tôi thề nha, về cái tôi bỏ liền cho coi, tôi xé giấy ly dị một cái rột liền. Đợt này bỏ phải không? Bỏ liền đó. Bỏ đi trời ơi. Nổi rồi à. Bà bỏ đi. Bà bỏ chắc không? Chắc chứ. Bà chắc ha. Tôi kể bà cái chuyện này nè. Chẳng có bồ. Chắc là bà có chứ có bồ. Tôi thấy mà. Anh thấy hả? Thấy luôn á. Thiệt không? Trời ơi. Thấy đâu? Mỗi ngày một con luôn bà ơi. Có. Mấy con, mấy con bồ của ông chả đó, tôi nói, tôi nói điện nước đầy đủ lắm. Đầy đủ lắm hả? Có không? Chứ không phải như bà đâu. Chứ bây giờ hai cái đủ tánh ghê lắm. Tôi đúng là bài bà không bao giờ cùng gái gú ra chơi chịu sao nổi. Kìa này chịu tôi mở cho anh. Bỏ đi. Bỏ đi, tôi giới thiệu bà thằng khác. Không cần. Sao hả? Tôi có rồi. Cái gì? Có người khác rồi. Chả mới có bồ thôi rồi bà đi có chồng khác rồi. Có chồng khác liền chứ trời, anh nghĩ tôi về mà ế sao? Thiệt hả? Đây 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 đây, tôi giới thiệu chồng tôi nha. Con này nha, chồng tôi nè. Coi chồng mới bà làm sao? Cô Ki. Ủa con gì kêu bà? Hả? Chồng tôi con 10 kêu cái gì đâu, con gì kêu nha. Tôi kêu lại à. Cô Ki, đừng có hú. Trời ơi, công nhận nghe, cái giọng chả hú cái nghe sexy dễ sợ luôn á. Bởi vậy tôi mới ưng quá. Trong ba người nước nào vậy? Hả? Người Việt Nam. Của Việt Nam mà sao ăn mặc gì? Mới đi học nước ngoài về. Không nước ngoài về? Hả? Nước nào á? Iraq, Iraq. Trời ơi, sao cho lấy ông nằm cho mặt vậy cha? Không biết đâu tưởng của ổng không à. Nhà ôm làm chào. Công nhận nghe cái giọng anh ở trong nghe sexy mà nhìn cái tướng anh giống dân sách đồ quá. Nói vậy đó. Chào bạn tôi. Là bạn tôi anh Sang bạn tôi. Dạ, chào anh. Lâu quá chỗ gặp. Tới đây chơi ha. Chơi ha. Tới rồi. Chơi gì bao? Thấy đáng rồi chơi chơi đi. Chơi gì vậy? Ôi, bạn bè khách quý của mình làm gì quánh người ta vậy? Đàn ông nè. Ừ. Nhưng mà tao qua đây tao nói chuyện đàng hoàng chứ gì đâu cho nó. Vậy hả? Trừ lương mình. Vui quá, tánh tâm tình vui quá. Vô rót nước mời khách, vô rót nước. Vậy? Rót nước mời khách. Lại lên.
À, uống nước à. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Rót nước. À, ngồi chơi. Dạ được, đấy, tự nhiên. À, ngồi chơi. Dạ tự nhiên. Ngồi chơi. Ôi. Mệt ghê. Sáng giờ làm thấy mụ nội chưa, miếng nước nào mới tới có à. Đồng mình đang đám cưới mà mặt trời. Chị Thảo, chị Thảo. Hả? Cái gì? Trời bộ hết người sao chị lấy khùng chị? Đâu có, không có đâu, tỉnh táo lắm mà tại sức khỏe vậy đó, mạnh khỏe vậy đó hả? Nước tới. Chị đã có liền. Thấy chưa, thấy không? Dễ thương không? Thương vợ lắm. Dễ thương. À, mời em. Thấy không? Là lăn chị được trước vậy đó hả? Mời anh. Dạ, cảm ơn anh. Giờ thấy anh lịch sự đó. Dạ, không dám nhờ mời anh nha. Dạ, cảm ơn. Rồi anh Sang, anh uống ly tôi đi, tôi chưa uống à. Không sao, anh vui đó. Anh mời, cảm ơn. Dạ, không sao, dạ, cảm ơn, dạ, mời anh, dạ. Dạ, cảm ơn, mời anh. Rồi, uống xong rồi, nó uống xong rồi. Uống xong rồi. Uống xong rồi. Dạ, đi xong rồi, làm gì, đi về. Làm sao, uống nước xong rồi, về. Đi về chơi đi, để cho bạn gái này là đi về. Hết ghê à, thấy đằng bạn gái ở mình đi, sắp vô à. Anh làm trò gì vậy? Làm trọng có gì đâu. Chừng nào có thằng nào nó tới nó dê tôi với đây bạn tôi mà anh làm gì kỳ cục vậy? Một bạn á? Hả? Một bạn trộm mặt này thấy gian quá vậy? Gian gì đâu, nhưng bạn đuổi người ta đi à, tôi mệt lắm quá. Bây giờ anh dọn dẹp nhà cửa đi nghe. À? Trời ơi, đừng có nên tướng tá gì hết nổi, tự nhiên mướn thằng khùng vô làm sao vậy trời ơi. Trời ơi, gì chê trời. Hai nước nhập lại gì mà chê. Như làm gì giờ trời? Kiếm gì làm chơi coi. Đâu có gì đâu làm. Thôi ngủ đi. Rồi ngủ rồi chơi. Có 3-4 ngày thôi. Này nè. Dạ. Ní làm cái gì ở trong căn nhà nè? Gia này mất lịch sự rồi nè. Bước vô đây không biết ai chứ ngờ hỏi mình. Ủa anh vô đây anh kiếm ai à? Ngô hỏi nị làm ở gì ở trong căn nhà này à? Tự giới thiệu cho anh biết. Tôi chủ căn nhà này. Chủ căn nhà. Ủa quên nó đi khép mà. Chủ căn nhà này. À. Với bà chủ đâu? Rồi bà chủ chị. Rồi cho anh nội này nữa nè. Ờ, có chuyện gì nói chuyện tôi được rồi, kêu bà chủ chứ. Có muốn gì nói chuyện tôi đi, muốn gì? Vô trong kêu bà chủ biểu. Chí trời ơi, cái bà nội này kêu ra gặp vậy cái tôi chơi anh cái bà cạn nữa. Có chuyện gì nói đi tôi vô. Đi. Hả? Đi đâu? Ly vô. Đi đâu? Nói có chuyện gì nói tôi được rồi. Cần bà gì đi nữa? Không? Không có đi được mà, bây giờ các anh cần cái gì? Đi vô. Đi làm dữ vậy. Ừ, bà ơi, có thằng nào khai tới đâu bà ơi. Muốn ngày về à, thôi à. Cái nhà này giống như là cái gì á. Cái gì á, từ từ người ta đang sửa soạn mà làm gì hối hồng mầm ai mà tìm mà từ từ nó ra chứ làm gì dữ vậy hả? À, lũ phò ngồi tổng căn nhà này bán cho người ta thì chê. Bán cái gì mà bán? Ông đi đâu mà cả nửa tháng nay giờ ông đi giác mặt ông về vậy? Ừ, thì ngồi đi làm ăn á, kiếm tiền nuôi nị đó. Làm ăn gì đâu làm ăn, bài bạc suốt ngày mà làm ăn cái gì? Ây da, bài bạc cũng là làm ăn chứ. Bữa hôm kia ngồi ăn 20,000 họ mua cho những cái hộp sàn lớn đó. Ăn là mua tôi hộp sàn là thua thì sao? Thì giờ này ngồi về đó, ngồi đem hộp sàn đi bán. Vậy cũng nói nữa. Thôi giờ tôi không cần ông nuôi tôi nữa đâu. Đi qua đây. Nghĩa là sao? Tôi không cần ông nuôi tôi nữa, tôi có người khác nuôi tôi rồi. Ý, người khác? À. Thằng nào vậy? Có phải là thằng khùng liên liên không? Ê, chồng con người ta đừng nói khùng liên liên nha. Tôi mới cưới chồng ngày hôm qua. Xin lỗi. Anh nhìn mặt này bộ ế, xin lỗi rồi ra có người khác vớt liền á. À, nhìn mặt bà là biết rồi. Quang Minh bỏ mấy lần mà không được. Vừa vãi rồi nha. Trời á,
Quang Minh mà bỏ tôi dớt Trường Vũ cho ông coi. Tưởng à. Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Giờ đây tôi gọi chồng tôi ra nè. Đó. Để cho ông coi nha. Để coi tin không cho biết liền này nha. Chồng tôi yêu thương tôi lắm á. Sorry. Ây giờ nhà nuôi chó à? Chó gì người ta mà chó gì nó bậy bạ không à? Sorry, đừng có hú. Nhà nuôi bò đó. Ây giờ nhà này đi có mấy ngày giống như sợ thú à? Đây nè, coi đó thấy không? Giới thiệu đây là chồng tôi. Dâm ba hạt da. Đó, tôi là dâm ba hạt da. Đâu nào? Đó, chồng. Ê, 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 gì vậy? Buồn tay ra. Làm gì hết hộ mày? Vợ cho có lụng cái lần bà này à? Đúng cái gì không? Bẻ lội tay này à? Ê. Ý nghe quen quen, lội tay. Lội tay rồi, đền 100 ngàn. Hai lần. À, ông đền, bà này đền. Mày, à, vô chồng, rồi, vô chồng rồi. Chồng con, vô chồng con. Ờ, vô được. Cái gì hoài, làm hết hồn hoài vậy? Kỳ này ngộ không quánh đi lội tay à? Ngộ quánh đi liệt giường rồi. Vô luôn. Liệt giường được tới 200 ngàn lận. Hai liệt. Ông đền bà này đền. Ừ. Mà thôi, đừng yêu. Chồng hiền thừa hả? Gì vậy? Kỳ này ngộ băng đi chết luôn à? Chết luôn. Trời ơi, nằm trong hồn được 1 triệu. Mỗi cần ông đền bà này đền. Vô mảnh rồi, vô, vô, chơi đi, chơi đi. Thằng này nó... Dạ. Tưởng là ngộ không dâm làm là bắn nó chết à? Ngộ bắn nó chết à? Là gì? Ê, 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 thiệt hời. Ê, ê, ông giỡn à? Ê, 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 nãy dao bẻ lội tay làm liệt giường cái đâu có dụng tại ăn xích gì. Tại ăn xích là mặt mày ta giỡn bắt lồi ra rồi nghe không? Ăn xích rồi, ăn xích. Kỳ sao lấy vợ? Không phải ăn xích. Mặt anh còn y nguyên à, trước sau xấu như nhau vậy á. Nước là anh. Phải chơi kỳ không? Ờ. Ủa, ngày nào vậy? Ngày nào mà vô đây quậy quá vậy? Chồng tôi. Ờ, hả hả hả. Ây á. Ngộ là chồng của. Ây á. Xin lỗi, xin lỗi. Chồng à? Ờ. Ờ, bà vẫn chơi kỳ mà. Ờ, xin lỗi, tôi là làm công thôi. Làm công? Ờ, bà này bà sợ có người khác vô quấy nhiễu. Nãy giờ. Cho nên là bà kêu tôi vô làm chồng mà. Không phải, không phải. Ây lụ. Bà này hết hồi với vậy không có hay gì nào nữa. Nỉ không bỏ ngộ mà. Sao vậy? Ờ, thôi vậy thôi, tôi đi về à. Tao có chơi, 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 chơi. Bà Thảo, tôi báo một tin nè. Tin mừng luôn, tin mừng luôn. Tin mừng gì? Tôi mới gặp chồng bà nè. Tôi gặp chồng bà, tôi báo tin là bà đã có chồng khác rồi. Nó buồn quá trời luôn bà ơi. Thôi, nó nhào đầu. Để cái con Tám à. Nó buồn quá, nó nhào đầu ra ngoài đường. Xe đụng cái bưng, ốc văng ra. Trời ơi, ốc nó văng ra. Để thằng kể chị chồng con của ta mà. Ốc văng ra, nó bò bò bò, nó lụm, nó gom ốc lại. Nó gom lại. Nó gom lại xong rồi cái nó bỏ lên xe. Cái gì vậy? Tự nhiên ốc văng ra còn bò được sống rồi bò làm sao? Nó lụm ốc làm sao? Ốc xe đạp. Ốc xe đạp. Xong rồi đó nó mới nhào ra ngoài đường, xe bớt cán nó bụp rồi. Cuộc rồi ra. Cuộc rồi. Ủa trời. Ủa ông Thuận còn sống hả? Sao còn sống nè, còn sống thì có xô coi chứ. Ủa sao vậy? Ủa về, về rồi. Về rồi. Ủa về rồi, rồi bỏ hả? Bỏ hả? Cái gì? Bỏ hả? Bỏ ai? Mình nói mà nó bỏ. Ây da, cái thằng này nhiều chuyện. Gia đình của người ta sống hạnh phúc là nhiều chuyện à. Thì bỏ vậy. Nhiều chuyện. Không, không, không bỏ được thằng kia làm này. Trời nó. Mày giả này vậy? Mày nó quá nhiều chuyện. Ê, 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 hết rồi. Ủa hết rồi hả? Dạ, phần biểu diễn của Bảo Liêm, Dân Sơn, Hồng Đào và Trường Vũ đó thì chấm dứt. Xin chào quý vị. Đây là hầm cua. À, những con cua này sau khi thăm lọt đó đem lên được trên tàu thì về tới trại rồi phải cột liền rồi cho vô trong một cái rổ để mà chờ đủ cân lượng mình đem đi cho các mối. Thì giờ con cua cột phải có dây cột, đây là những cái sợi dây mà Tâm chuẩn bị phải không Tâm? Dạ.